Thưa quý vị, dịch COVID-19 không chỉ khiến hoạt động đón khách tham quan ở Mỹ Sơn phải dừng hẳn, mà hiện tại việc thực hiện dự án trùng tu nhóm tháp A do chính phủ Ấn Độ tài trợ cũng gặp phải không ít khó khăn do khó khăn trong di chuyển của các chuyên gia. Trong nỗ lực tranh thủ thời gian dừng đón khách để đẩy nhanh tiến độ trùng tu, hiện tại phần tháp và đền thờ A10, công trình đài thờ Mỹ Sơn có niên đại từ cuối thế kỷ 9 đến đầu thế kỷ 10 đã hoàn thành. Hiện vật có hình thức độc đáo với tượng thờ Linga Yoni, liên khối lớn nhất trong điêu khắc Champa, đến nay đã được phục dựng nguyên trạng và hiện đã có hồ sơ trình công nhận bảo vật quốc gia. Đài thờ Mỹ Sơn A10 nằm trong đền A10 thuộc nhóm tháp A, khu đền tháp Mỹ Sơn. Cho đến tháng 6 vừa qua đã hoàn tất việc trùng tu. Đài thờ vuông được ghép từ 17 khối sa thạch, xếp thành 5 lớp chồng lên nhau, có kích thước cao 2m26, dài 2m58, rộng 2m58. Trên đài thờ là bộ Linga và Yoni liền khối, được cho là duy nhất kể từ khi Mỹ Sơn được phát lộ. Bốn mặt của phần đế đài thờ Mỹ Sơn A10 có bố cục trang trí khá giống nhau, mỗi mặt gồm 3 vòng cửa giả thu nhỏ nhô ra, một ở giữa và 2 cửa giả ở hai đầu. Đài thờ Mỹ Sơn A10 còn khá nguyên vẹn, Linga có vết rạn nước chảy dọc từ chân lên đỉnh Linga, nhưng nhìn chung, chất lượng đá xây đài thờ còn khá tốt. Năm 2020, chúng tôi bắt tay vào trùng tu nhóm tháp A. Đây là nhóm tháp có kiến trúc khá đặc biệt, tranh thủ thời gian dịch bệnh. Năm 2020, chúng tôi đã hoàn thành khối lượng khá lớn. Song năm 2021, những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ trùng tu. Đài thờ đã được phát hiện dưới lòng hố thiên trong quá trình trùng tu di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn do các chuyên gia Việt Nam và Ấn Độ thực hiện. Đài thờ này được sắp xếp và trả lại vị trí trong đền A10 vào đầu tháng 7 năm 2020. Đài thờ có niên đại từ cuối thế kỷ 9 đến đầu thế kỷ thứ 10. Đây là một hiện vật gốc độc bản. Đài thờ Mỹ Sơn A10 là hiện vật có hình thức độc đáo với tượng thờ Linga Yoni liền khối lớn nhất trong điêu khắc Champa cho đến nay. Bên cạnh đó có trang trí các họa tiết và hoa văn tiêu biểu thuộc phong cách Đông Dương, là đài thờ nguyên vẹn hiếm hoi, còn nguyên vị trong không gian thờ tự Shiva qua biểu tượng Linga Yoni, có niên đại từ thế kỷ thứ 9 đến thế kỷ thứ 10, cùng với công trình kiến trúc của di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn. Xuất phát từ ba cái lý do mà theo cái thông tư 13 của Bộ Văn hóa về lập hồ sơ công nhận bảo vật quốc gia. Thứ nhất là đài thờ này nó có tính độc bản, độc đáo và nó có cái giá trị văn hóa rất là cao, không có nơi nào có như ở Mỹ Sơn. Chính vì thế mà hôm ngày 10 tháng 8 thì Mỹ Sơn đã cùng với lại hội đồng thẩm định đề nghị hồ sơ công nhận bảo vật quốc gia, đề nghị đài thờ A10 được công nhận bảo vật quốc gia, thì tất cả các thành viên trong hội đồng đều thống nhất. Mặc dù vậy, việc hạn chế đi lại do dịch COVID-19 cũng khiến cho việc trùng tu các tháp còn lại, gồm A12, A13 và một phần A11, phải dừng việc trùng tu, đề xuất kéo dài thời gian thực hiện dự án qua năm 2022. Dự án trùng tu di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn được thực hiện từ năm 2015 đến năm 2021 với tổng kinh phí hơn 60 tỷ đồng, trong đó chính phủ Ấn Độ tài trợ 50 tỷ đồng.